What are you doing, man? Beefsteak. Oh my God. Winter. Winter stuffy steak. Snowing too. Oh, snowing too. I'm sick, so I don't eat beefsteak. You can't eat beefsteak because you're sick. Sick all the way. I'm single, so. And the beef. You respect that, wow, for yourself. Hey, các bạn, mình bị bệnh, mình là thích ăn bò nhiều nhất á. Nó bị bệnh nên mình không có ăn bò. Giờ là mùa đông, khoảng đâu từ 5 độ ngoài giờ trời mà. Và trở lại luôn thích ăn bò. Mmm, smell good. You're lucky. You're lucky, eh? Mm. Oh yeah, it's better. How you look at it? All done. Okay. Bye. Please subscribe. Please like and subscribe. Bye. I'm Sun. Yeah. I am. Yeah. I'm Chua. I'm Chua. Yeah. Hey. Đây là mỗi người mỗi dĩa. Vì Covid mà hậu thích ăn vậy ha. Hậu thích ăn, hậu không thích ăn chung lại. Yes. Hậu thích ăn riêng, mỗi người mỗi dĩa vậy đó. Yes. Thịt bò, mỗi người mỗi miếng luôn. Bò hả? Hậu làm thịt bò. Hậu chị Hậu làm thịt bò. Hậu nướng thịt bò luôn. Cha em, anh Tráng Mỹ. Làm chả giò. Làm giò, làm bánh mì luôn. Bánh mì. Cái giò nè. Chả giò. Chả giò. Lettuce. Tomato. Cranberry, 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 Hôm qua hư quá. Mỹ Duyên với Khánh Giang đi chơi mà đi về nhà. Yes. Khánh Giang dẫn Mỹ Duyên đi về nhà chơi.
đi shopping, anh không có chịu về nhà mà giúp chị Hậu nấu, nhưng mà chị Hậu làm rất ngon. Phim ở trong nhà quay nè đó, chị Hậu làm đồ ăn nè đó, hôm qua chị Hậu cắt thịt nè. Rồi mời các em ăn trưa. Not rare, but medium rare.